Hello mọi người, hôm nay Thịnh bắt gặp hai idol, đó là anh Phạm Trần Nhật Minh và anh Nguyễn Quốc Cường cùng di chuyển trên Bagani quay ra thần gió 80 tỷ. Wow, đây là lần đầu mình quay được cái clip này nha mọi người. Lần đầu thấy idol Nguyễn Quốc Cường cầm lái Bagani quay ra. Mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Đó, anh Cường sẽ di chuyển trên phố và chở anh Minh về nhà. Và phía sau là Sport Classic của anh Cường. Đây là biển số mà trước khi anh Minh Nhựa định danh biển mới. Đấy, mọi người nhớ video này bao lâu chưa? Cách đây cũng phải 5 năm rồi mọi người. Đấy, đây là biển số trước nha. Mọi người cùng xem vận tốc của Pagani quay ra nha. Mọi người thấy biển số mới chưa? 405. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cái màu sắc này thật, phải nói là khi mà mình cảm nhận được rồi, nó rất là đẹp. Di chuyển trên phố thì ai cũng phải nhìn. Quá là tuyệt vời. Đấy, anh Cường đã lái về nhà nha. Và mời mọi người xem full clip cùng Thịnh nha. Chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của mình. Mình là Thịnh BMW. Thịnh rất vui khi mà có cơ hội chia sẻ những clip này đến tất cả mọi người, tất cả anh em đam mê xe trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thì hôm nay bọn mình bắt gặp Bagani quay ra của anh Minh Nhựa đã ra biển số mới. Đấy, thì mình cố gắng chạy qua đây để quay lại cái clip này, vì mình biết là hôm nay idol Nguyễn Quốc Cường sẽ cầm lái siêu phẩm 20k này cùng với Porsche 911 Sport Classic. Đấy, đây là một trong những mẫu 20k độc nhất Việt Nam hiện tại mọi người ạ. Vừa được ra biển 00405. 405 mọi người biết ý nghĩa đó là gì không? Đó là con số chủ đạo của công ty Nhựa Long Thành của anh Minh Nhựa. Thì hôm nay đã được định danh ra biển mới và có một buổi upline tại Thánh Địa Siêu Xe quận 7. Mọi người nhớ Thánh Địa Siêu Xe này không? Mình up rất là nhiều clip lúc trước rồi. Và hôm nay cũng là anh Cường và anh Minh, hai anh idol, đấy, cặp bạn thân mà phải nói là mình up rất là nhiều clip cho anh em xem trước đó. Và đây là một chiếc 911 Sport Classic của anh Cường. Xe này số sàn nha mọi người. Số sàn nhưng mà nó kinh khủng khiếp lắm. Mình đã coi tăng tốc rồi. Khi mà nhả coi mà đạp ga thì nó đã bốc đầu luôn. Kinh không, kinh lắm kìa. Đấy, nhưng mà hôm nay nhân vật chính sẽ là Pagani, nên mình sẽ nói về Pagani. Đây là một chiếc Hypercar, chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới. Đấy, mọi người thấy biển số mới chưa? Đó, Pagani này thì sử dụng động cơ của AMG mọi người, của Mercedes á, với khối động cơ V12 730 mã lực. Thì xe này tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ 2.8 giây nha mọi người, 2.8 giây, và tốc độ tối đa là 383 km/h. Đấy, mấy idol đang ngồi cà phê, mình đợi ra thôi. Và đây, hai idol đã lên xe và mình biết chắc là hôm nay anh Cường sẽ lái. Lần đầu tiên mình thấy anh Cường lái Pagani, và cũng là lần đầu tiên mình quay được clip này chia sẻ cho anh em. Nên là anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách like và subscribe nha. Nhớ like, subscribe. Đấy, coi idol lái Pagani thế nào. Đấy, mình phải rất đợi rất lâu rồi. Thì siêu phẩm này là về từ 8 năm trước mọi người ạ. 8 năm trước. Ok, mời mọi người theo dõi nha, để coi idol lái trên phố thế nào nha. Chứ mình thật sự là rất là muốn chia sẻ cái clip mà idol lần đầu lái 20k trên phố. Góc này siêu đẹp luôn mọi người ơi. Thấy di chuyển vào ban đêm không?
Thì lúc trước anh Minh đã đổi màu 3-4 lần rồi, thì về đây bây giờ đã về màu gốc. Và cái màu này thì mọi người nó nhìn nó cũ cũ thôi, nhưng mà nhìn lâu nó sẽ đẹp. Đó là theo quan điểm của mình. Hơi gió nha mọi người, dí theo thằng gió nên là cái điện thoại nó chịu cũng không nổi, nên là nó thu cái gió rất là nhiều, nên là mọi người thông cảm nha. Chủ yếu là ngắm xe trên phố, coi idol Nguyễn Quốc Cường cầm cương Pagani phơi ra, thằng gió 7-80 tỷ. Đấy, mọi người thấy góc này không? Cực kỳ sexy luôn. Vì rất là hiếm để thấy được những cái siêu phẩm này di chuyển trên phố, và rất khó để dí theo mà quay được những cái clip này cho mọi người, nên là mọi người nếu mà có góp ý gì cứ comment bên dưới nha, comment bên dưới video để mình cải thiện hơn nữa về cái góc quay âm thanh. Âm thanh bên ngoài rất là trầm nha mọi người, động cơ V12 hút khí tự nhiên rất là trầm luôn á, tại vì gió hơi nhiều nên mọi người sẽ khó mà nghe được. Hết kẹp rồi, siêu phẩm. Em thấy không? Thằng gió này là xé gió mà. Mình không có nghe tiếng xe nữa, chỉ nghe tiếng xé gió thôi. Hên là có đèn đỏ mới dí kịp. Mọi người thông cảm nha, chứ thật sự thì mình dí nhanh quá nên là không có nghe tiếng xe đâu, nghe tiếng gió thôi. Đấy, anh Cường phải chậm 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 vậy nè, anh em mới có thời gian để ngắm kỹ siêu phẩm này trên phố. Đúng là khi mà hổ về tay anh Cường thì như một phim cánh rồi mọi người, quá là đã luôn. Đấy, đây là trong khu Phú Mỹ Hưng quận 7 nha mọi người, trang trí rất là đẹp. Cảnh quá đẹp mọi người ơi. Rồi, đã về tới ngôi nhà huyền thoại của idol. Rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, cuối tuần vui vẻ nha. Nhớ like, subscribe để ủng hộ Thịnh làm những clip tiếp theo, chia sẻ với anh em đam mê.